Xin chào các bác nhé. Ở video ngày hôm nay thì em xin tiếp tục được giới thiệu đến mọi người một cây dao mổ lươn. Trong video này thì là cây dao mổ lươn hiệu kiểu Kyoto, tiếng Anh nó gọi là Unagisaki Style Kyoto. Nó thì hay được dùng ở vùng Kyoto và dùng để mổ lươn. Kiểu dáng nó thì rất là đặc biệt. Nó ngắn như này, phần sống dao thì nó độ dập cuộn dày này, khiến cho con dao này khi cầm ngược trở lại này nó giống như là một cái búa. Và trong quá trình sử dụng mà để mà ghim cái ghim lươn xuống thớt ấy, thì người ta dùng chính cái sống dao này để người ta gõ cái ghim lươn để ghim chặt con lươn xuống thớt để người ta mổ. Lưỡi dao thì nó ngắn thôi, cái lưỡi này dày 7 cm, thường nó sẽ dài trong khoảng từ 7 cho đến 8 cm. Cán dao ngắn khiến nó trông rất là mập, khâu sừng dày. Cây này thì còn khá là nguyên bản, sống dao chỉ hơi nhăm một chút thôi, tức là nó đã được sử dụng rồi, tuy nhiên là sử dụng không có nhiều. Cái lớp oxy sắt màu đen này do là em vệ sinh đi cho nên là nó mất bớt đi rồi, chỉ còn nó còn khá là nhiều. Có nhiều loại khác nhau nhưng mà em search thử ở trên web thì em thấy rằng là giá của nó trung bình cũng khá là cao, toàn vài triệu thôi, từ 4 triệu đến 6 triệu, 5 triệu, 7 triệu có. Như cây này thì là hiệu Aritsugu này. Aritsugu thì cũng rất là nổi tiếng và thật sự là em cũng cảm thấy rất là may mắn khi được sở hữu cây này. Cái dao mổ lươn mà hiệu Kanto ấy, như video ngày hôm trước mà em giới thiệu với mọi người ấy, thì nó dao cũ, dao bãi, dao đã qua sử dụng ấy, thì kiếm nó khá là dễ. Tuy nhiên là cái loại này thì em ít thấy. Đấy. Và cây này thì trên đường đi giao hàng em tặng vào bãi, em xem thì vô tình lượm trúng được nó luôn, thì em lấy luôn về giới thiệu cho các bác. Cây này thì chắc là cũng để chơi thôi chứ không bán. Đấy. Em xin kết thúc video ở đây nhé. Như vậy là các bác đã có thêm một chút thông tin nữa về một cái kiểu dao mổ lươn nữa. Như vậy là ta đã được tiếp xúc, được biết, được làm quen, có thêm một chút thông tin về hai loại dao mổ lươn rồi. Và video này thì là loại dao mổ lươn kiểu Kyoto nhé. Cái này thì mổ đường bụng nhé, sạch đường bụng. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé.